Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Nóng, Bộ Công an bắt khẩn cấp Facebooker Đặng Như Quỳnh vì thông tin sai sự thật, xâm phạm lợi ích nhà nước. Bị sở ngành xem thường, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hủy buổi làm việc. Tân Hoàng Minh tìm đối tác bán tài sản để trả tiền cho khách mua trái phiếu. Nhiều người mất hàng tỷ đồng vì sập bẫy nhóm giả danh công an để lừa đảo. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 16 tháng 4. Ngay sau đây là phần thông tin chi tiết. Bộ Công an bắt khẩn cấp Facebooker Đặng Như Quỳnh vì thông tin sai sự thật, xâm phạm lợi ích nhà nước. Kính thưa quý vị, ông Đặng Như Quỳnh bị cơ quan an ninh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác, làm nhiều nhà đầu tư chứng khoán thiệt hại. Ngày 14 tháng 4, Trung tướng Tôn Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp ông Đặng Như Quỳnh, trú tại Hà Nội, để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Bị can Quỳnh bị bắt sau khi đăng tải một số thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân về việc một lãnh đạo doanh nghiệp sắp bị bắt. Theo Trung tướng Sô, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai đồng bộ lực lượng, kiên quyết phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững. Nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường. Qua điều tra xác minh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện ông Đặng Như Quỳnh có hành vi sử dụng mạng xã hội, đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước. Do đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được Công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo, ông Sô cho biết. Ông Đặng Như Quỳnh được biết đến là một Facebooker có lượng lớn người theo dõi. Những thông tin đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân của ông thường có nhiều người quan tâm, chia sẻ. Những ngày vừa qua, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án tại tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh, ông Đặng Như Quỳnh đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân cho rằng thời gian tới Bộ Công an sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng đến thị trường tài chính, chứng khoán tương tự như hai vụ án này. Những thông tin thất thiệt trên được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn người chơi chứng khoán. Việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các nhà đầu tư chứng khoán và góp phần làm giá cổ phiếu của những công ty, doanh nghiệp bị điểm tên trên Facebook giảm giá liên tục. Nhiều nhà đầu tư bức xúc bởi tài khoản chứng khoán của họ lỗ nặng sau những thông tin thất thiệt được đăng tải trên nhiều diễn đàn. Trước diễn biến trên, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an đã lên tiếng khẳng định một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng về việc xử lý sai phạm nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác. Những thông tin này tập trung đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Nghiêm trọng hơn, một số trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi còn đăng tải thông tin cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố, xử lý những cá nhân, doanh nghiệp này. Việc đưa thông tin thất thiệt đã tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trung tướng Sô cho biết. Do đó, Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định tất cả những cá nhân có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh. Bị sở ngành xem thường, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hủy buổi làm việc. Kính thưa quý vị, trưởng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Cao Thanh Bình hủy buổi làm việc và bức xúc nói: có lẽ sở ngành coi việc giám sát này là không quan trọng, xem thường đoàn. Ngày 14 tháng 4, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành buổi tái giám sát về kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và một số chế độ chính sách đặc thù
phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 đối với 3 sở, gồm Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm thực hiện buổi tái giám sát tại trụ sở Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, 159 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ 30, ông Cao Thanh Bình, trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ tuyên bố hủy bỏ buổi giám sát vì các sở ngành không cử lãnh đạo đến dự và đoàn cũng không nhận được báo cáo chính thức theo yêu cầu. Theo ông Bình, báo cáo mà Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh gửi đoàn tái giám sát chỉ mới dự thảo, chưa phải bản chính thức, chưa có chữ ký và đóng dấu. Đến giờ làm việc thì chỉ Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có mặt Phó Giám đốc Huỳnh Thanh Khiết cùng đại diện các phòng ban dự. Riêng hai Sở Y tế và Sở Tài chính không cử lãnh đạo đến làm việc. Đến giờ này, có lẽ sở ngành coi việc giám sát này là không quan trọng, xem thường đoàn giám sát. Sau khi hội ý các thành viên của đoàn giám sát, chúng tôi quyết định hủy cuộc giám sát này và sẽ báo cáo lại nội dung với Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cao Thanh Bình bức xúc nói. Trước đó, theo thư mời ngày 12 tháng 4 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đúng 8 giờ ngày 14 tháng 4, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giám sát 3 sở trên. Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời xin lỗi đoàn giám sát vì sự chuẩn bị còn cập dập. Các em không hiểu nguyên tắc, tuy nhiên sau đó cũng kịp thời khắc phục, tôi mới được phân công chưa tiếp cận hồ sơ do Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh bận đột xuất. Chúng tôi sẽ báo cáo giám đốc để công tác chuẩn bị được tốt hơn, ông Khiết nói. Tân Hoàng Minh tìm đối tác bán tài sản để trả tiền cho khách mua trái phiếu. Kính thưa quý vị, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Hoàng Minh cho biết, tập đoàn đang tìm đối tác để bán tài sản được phép và thu xếp tài chính, sớm hoàn tiền cho khách hàng mua trái phiếu. Trong thông báo mới nhất gửi khách hàng của tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của tập đoàn, đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng và cam kết trả toàn bộ các khoản đầu tư cho khách hàng. Tập đoàn đang tích cực tìm kiếm đối tác để bán tài sản, được phép và thu xếp nguồn tài chính nhằm sớm hoàn tiền cho khách hàng mua trái phiếu, ông Minh khẳng định. Ông Đỗ Hoàng Minh cũng cho biết đã gửi đơn tới Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đề nghị tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, trong đó có việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của tập đoàn và các công ty là tổ chức phát hành trái phiếu. Tập đoàn cũng đề nghị hoàn tất các văn bản ủy quyền cần thiết để đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc quản trị và điều hành các công ty liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tân Hoàng Minh cũng có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, thời hạn thu hồi trái phiếu đã phát hành và việc hoàn trả tiền cho khách hàng. Tập đoàn cũng cho biết đang cố gắng hết sức đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai các phương án tài chính phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trước đó, ngày 4 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định số 181 hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của 3 công ty Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông, Soleil thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh. Nhiều người mất hàng tỷ đồng vì sập bẫy nhóm giả danh công an để lừa đảo. Kính thưa quý vị, mặc dù Công an Hà Nội đã đưa ra nhiều khuyến cáo và các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã có nhiều tin bài tuyên truyền phòng ngừa với loạt tội phạm, nhưng một số người vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo mất hàng tỷ đồng. Trong những ngày qua, Công an các địa phương trên toàn Hà Nội liên tiếp nhận được đơn thư của người dân tố giác các đối tượng giả danh công an gọi điện thoại đe dọa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, mặc dù Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều khuyến cáo và các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã có nhiều tin bài tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này, nhưng một số người vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo, mất hàng tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hà Nội, thủ đoạn của loại tội phạm này là sử dụng phần mềm công nghệ cao, ẩn danh số điện thoại tương tự số điện thoại của cơ quan công an đã được niêm yết công khai, thông báo bị hại liên quan đến một vụ án hoặc một vụ việc công an đang điều tra. Các đối tượng cung cấp những thông tin phù hợp với nhân thân tài sản của người bị hại và thực hiện đe dọa, thậm chí dàn dựng, kết nối cho bị hại nhìn thấy, nói chuyện qua điện thoại với người được cho là công an để bị hại tin tưởng. Sau đó, các đối tượng phạm tội yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản chúng chỉ định, đồng thời bắt bị hại giữ bí mật sự việc để phục vụ điều tra. Điển hình như vào ngày 1 tháng 4, Công an phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Quy, sinh năm 1990, trú quận Hoàn Kiếm về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn trình báo, sáng 30 tháng 3, chị Quy nhận được cuộc gọi của người phụ nữ giới thiệu là nhân viên bưu điện và thông báo chị có một bưu phẩm của một ngân hàng chi nhánh Đà Nẵng ghi khoản nợ là 40 triệu đồng. Người này yêu cầu chị Quy phải thanh toán khoản nợ, nếu không sẽ báo cơ quan công an. Tiếp theo đó, một nam giới gọi điện cho chị Quy, xưng danh là đội trưởng thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Đà Nẵng. Đối tượng nói với chị Quy bị lộ thông tin cá nhân và liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy, rồi yêu cầu chị Quy đến công an thành phố Đà Nẵng làm việc. Do chị Quy nói không đến được Đà Nẵng nên đối tượng yêu cầu chị tải app, thay đổi bảo mật rồi đăng nhập tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó chị Quy phát hiện tài khoản của mình bị mất 300 triệu đồng nên đến công an phường Tràng Tiền trình báo. Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các địa bàn khẩn trương xác minh, bắt giữ các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an thành phố cũng đã tiếp tục đưa ra những khuyến cáo để phòng ngừa loại tội phạm này. Cụ thể, để làm việc với công dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Do đó, khi thấy bất cứ cuộc gọi nào tự xưng là công an điều tra vụ án, người dân cần đến ngay trụ sở cơ quan công an gần nhất để trình báo. Ngoài ra, người dân không nên công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng không làm theo yêu cầu của người lạ như tải đường dẫn về cài đặt, đăng nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tránh việc lộ thông tin cá nhân, khiến tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an Hà Nội, để tránh sập bẫy loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, cần nhất vẫn là ý thức phòng ngừa, cảnh giác của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 16 tháng 4. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến số lượng trẻ cần tiêm vaccine COVID-19 đợt này là 898.537 trẻ trong nhóm từ 5 đến 11 tuổi. Một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, thành phố dự kiến triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 16 tháng 4, thứ bảy tuần này. Dự kiến trong ngày đầu tiên, chiến dịch tiêm vaccine sẽ thực hiện tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở tại quận 1, quận 5, quận 10, quận Phú Nhuận. Sau đó, từ ngày 18 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm đồng loạt và hạ dần độ tuổi, tiêm cho học sinh lớp lớn trước, lớp nhỏ sau. Hiện tại, các trường đã sẵn sàng thực hiện và phối hợp cùng ngành y tế tổ chức tiêm chủng an toàn.